tập 48 á, ở nhà mình tập 47 á. Bum!
qua mình bên đây thôi. Chơi vũ khí. Vậy mới là phong cách của ta.
một cái con khỉ. Khỉ móng này. Không đưa điện thoại này. Đúng là trong điện thoại thôi. Phòng hữu kiến á.
em sẽ gắn tấn công. Pháp sư muốn làm thì dụ nó trước đi. Tao càng làm sao dụ được. Giả bộ như em nói. Bắt đầu đi. Nói đi pháp sư. Pháp sư chỉ nói vài câu thôi, nằm ngồi hả? Quay em xem virus chưa? Vậy, hả pháp sư? Tao nghi ngờ mày chỉ cần những cái linh hồn để nhằm những cái virus mà mày cứ cái đó là của tao. Ôi đó những người bị bệnh mày hưởng hút đi. Tao không tin. Tao cũng chưa tin. Mày nghĩ quá ta. Hút em lần nữa. Mình đi. Yeah. Không được chơi chiêu hút nó rồi. Tùm, tùm. Cơ hội của mày đó. Click em. Em kiểm soát rồi. Trời ơi. Kiểm soát rồi. Chị đó đi. San virus đã bị tiêu diệt. Liệu còn ai nữa không? Ngừng tiếp theo. Na 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 na. Ui, hả cứ như kem cơ. Ui. Ê. Ủa bị san virus giết rồi hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chơi hết sức tung. Chưa bắt đầu tối và hơi điểm đó ngút đi gấp chưa mà gấp trăm mà cứ như kẹp bang bang và mãi nó tất cả những người em đã tèo mãi được nó bang 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 người nhớ là trời lúc tối người bị ta khống chế chịu gì không cái gì chơi những con tối hả sao chờ những con tối vậy chúng mình đã xịt máu rồi chết ngộ rồi bang chết ngộ rồi còn phải chết ở đây thôi sao bang cú đấm
chuyện đó à. Nó còn non quá. Lúc đi rất tờ. Chưa chết dễ dàng vậy đâu. Hết phim.